Xin chào quý anh chị và các bạn. Và trong cái nội dung video của chúng tôi ngày hôm nay thì xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với bốn con giáp nhờ có thần tài đỡ bước, dù bó vận đen, cầu được ước thấy và có nhiều cái sao tốt chiếu mệnh mà những con giáp này bước sang tháng 3 âm lịch này sẽ cực kỳ hanh thông, gặp được nhiều may mắn đúng như là mơ ước. Và bây giờ chúng ta cùng xem đó là những con giáp nào. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Hợi. Tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn nhất trong tháng 3 âm này. Tự nhiên bạn được mời về làm một cái vị trí cao ở công việc mà bạn đang đảm nhận, suy nghĩ lâu, cuối cùng cũng quyết định vì đó là một cái vị trí khá phù hợp, thu nhập lại khủng, đừng ngại khó khăn hay thử thách khi nghĩ rằng mình có thể và thành công sẽ tới. Và cái chuyện gia đình trong tháng 3 âm cũng khá tốt, tiền bạc tích góp được bây giờ có thể là tính chuyện đầu tư một chút. Trong tháng này bạn cũng nên tính việc là kết hôn hoặc là đính hôn, bởi có thể là sẽ gặp được cái người mang lại cuộc sống sung túc cho bạn, hai người tương trợ lẫn nhau. Và cái tuổi thứ hai đấy là tuổi Sửu. Do có chính ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu vẫn có thể đạt được những cái thành tích khả quan nếu chăm chỉ cố gắng làm việc. Thời điểm này nữ mệnh có nhiều cơ hội đạt được cái thành tựu hơn nam mệnh. Bạn tìm được cái cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Và trên cái phương diện tình duyên thì tử vi tuổi Sửu năm 2020 cho thấy thái âm chiếu mệnh khiến nữ mệnh gặp nhiều may mắn. Bạn có thể xây dựng được những cái mối quan hệ đầy tiềm năng hoặc nhận được cái sự yêu mến của mọi người xung quanh. Tuy nhiên thì chuyện gia đình lại không được thuận lợi như vậy. Bạn và nữ kia có thể là rơi vào cái tình cảnh là mâu thuẫn, lục đục hoặc là cha mẹ con cái có những cái quan điểm bất đồng, khó thấu hiểu nhau. Và con giáp thứ ba đấy là tuổi Mão. Người tuổi Mão vốn có cái tính là chăm chỉ, chịu khó, ăn nói dễ nghe nên đi đâu cũng được người khác yêu quý, đặc biệt là nhờ có tài ngoại giao và cái sự trung thực mà tuổi Mão sớm ghi điểm dù đến bất cứ môi trường làm việc nào. Cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn chắc chắn sẽ về tay bạn trong tháng 3 âm lịch này. Và cũng trong cái khoảng thời gian này bạn sẽ gặp được cái ý trung nhân, người này hết lòng yêu thương và hỗ trợ bạn trong sự nghiệp. Chính họ đã tạo điều kiện cho bạn thăng quan tiến chức, thu về nhiều cái lợi và cái mối làm ăn mang lại lợi nhuận cực kỳ cao. Và cái tuổi thứ tư đó là tuổi Mùi. Tháng 3 âm lịch là cái thời điểm người tuổi Mùi bứt phá mạnh mẽ trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh mà con đường bắn mệnh đi trong cái thời điểm này sẽ cực kỳ hanh thông, bạn gặp được nhiều may mắn đúng như mơ ước. Nguyệt lệnh lâm quan đới cho thấy đây là cái lúc thích hợp để bản mệnh đứng lên bằng chính đôi chân của mình và gây dựng sự nghiệp. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình và giữ những cái suy nghĩ tích cực, đồng thời xác định những cái mục tiêu vươn tới một cách thật rõ ràng. Chắc hẳn bạn sẽ đạt được cái thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bản mệnh hãy vươn lên bằng chính cái sức của mình, giữ sự độc lập, tự chủ cần thiết. Bạn không cần phải bước theo bước chân của bất cứ ai hay là vội vã đuổi theo cái tiến độ của người khác. Hãy giữ cái sự kiên định và bạn sẽ đạt được cái điều mình muốn. Ví dụ như thăng quan tiến chức hoặc phát tài. Tuy nhiên thì phương diện tình cảm lại mang lại cho bạn khá nhiều điều đáng suy nghĩ. Bản mệnh không dành nhiều thời gian để quan tâm đến cái việc là yêu đương hoặc là nửa kia của mình, nên là đời sống cảm xúc khá lạnh nhạt, thậm chí là buồn chán. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là bốn con giáp nhờ có thần tài đỡ bước đã rũ bỏ được cái vận đen và cầu được ước thấy trong cái tháng 3 âm lịch này. Và chúng ta cũng đã biết được rằng chúng ta có nằm trong số 4 con giáp may mắn này hay không. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.